Hey Joe, xin chào tất cả anh em. Mình là Mel Gamer và đây là War Robots phiên bản thử nghiệm. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chơi một chút gameplay về hai cái bản mới, nó gọi là Ultimate nha. Thì đây chính là hai cái phiên bản Ultimate giới hạn của chúng ta, đó chính là Ultimate Spectre. Và các bạn nhìn này, nó có cái chữ màu vàng ở đây nhá. Đấy, nó vẫn những cái thông số khác, nó vẫn liên quan đến robot gốc là Spectre thôi, và chúng ta sẽ có cái ấn bản vũ khí là Ultimate Pulsar. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái ấn bản là Ultimate Ares nữa. Và các bạn nhìn này, đáng ra Ares phải là hai khẩu hạng trung và hai khẩu hạng nhẹ, nhưng bây giờ Psyonix họ ra mắt ấn bản mới này, nó thay hoàn toàn thành hai, à không, phải là bốn khẩu hạng trung bình. Đó, rất là buồn cười nha. Và mình có sẵn ở đây đó chính là Ares và Spectre thường để chúng ta có thể so sánh với nhau một chút về cái thông số cơ bản nhất của hai cái ấn bản này. Ví dụ máu của Spectre là như này, nhưng các bạn nhìn xem máu của Spectre bản giới hạn đó là bao nhiêu. Đó, các bạn tự tính được nha. Tương tự với Ares và Ultimate Ares ở đây. Đấy, những cái thông số của tốc độ chạy hay là sát thương từ vũ khí tích hợp thì nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà nó sẽ thay đổi với cái lượng máu và một chút nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn. Và đây là hai khẩu Shredder thôi nhẹ, nhưng họ đã thay hoàn toàn thành bốn khẩu hoặc trung bình là Pulsar mất rồi. Rất là buồn cười. Và trong video này thì mình không chỉ là chơi gameplay, và mình sẽ chia sẻ một chút cái cảm nghĩ của mình về cái việc là ra mắt ấn bản Ultimate là như thế nào, và nói thẳng ra là mình không thích nó. Vậy thì có ba điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là mình không thích cái việc mà họ ra mắt ấn bản Ultimate ở cái điểm đó là họ thay đổi cấu trúc của robot. Đấy cũng chỉ là cái mình vừa nói trong video, trong đoạn đầu của video. Tức là các bạn nhìn này, Ares mà chúng ta từng biết cách đây vài năm khi mà nó ra mắt chính thức trên máy chủ thử nghiệm vào tháng 10 2018, đó là bốn khẩu vũ khí gọi là gốc nhá, bao gồm hai khẩu vũ khí hạng trung bình và hai khẩu vũ khí hạng nhẹ. Và đến khi ra mắt chính thức thì nó vẫn được giữ nguyên như thế, nó chỉ thay đổi một số cái về cái tốc độ chạy khi mà bật khiên, cái sát thương vũ khí tích hợp, hay là cái khả năng hấp thụ sát thương và chuyển hóa sang cái vũ khí tích hợp mà thôi. Nhưng cái đấy mình không nói tới, tại vì nó vẫn là cái nguyên gốc của Ares và robot Pantheon nói chung rồi. Nhưng cái cấu tạo vũ khí của robot Ares mà chúng ta vẫn từng biết, nó chỉ là hai khẩu hạng trung và hai khẩu hạng nhẹ mà thôi. Nhưng khi chúng ta nhìn sang cái ấn bản Ultimate thì họ đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc vũ khí của nó, trở thành bốn khẩu hạng trung bình. Tại sao lại có một sự khác biệt, có một sự phân cấp rõ rệt ở đây? Tức là bây giờ nếu như chúng ta muốn sử dụng Ares, muốn tối đa hóa cái sức mạnh của nó nhất, thì chúng ta phải có ấn bản Ultimate. Chúng ta phải có ấn bản Ultimate nha. Và đó là điều mình không thích ở Psyonix, tức là họ tự ý thay đổi một số cái mà đáng ra nó đã là như vậy trong trò chơi rồi, và họ không cần hỏi ý kiến của người chơi là như thế nào. Tới đây là game của họ. Tương tự đối với một số những cái vật phẩm khác, ví dụ như kiểu là Titan, Heimdall, họ thích nâng sức mạnh, tăng sức mạnh của nó bao nhiêu lần thì họ cứ nâng thôi, họ không cần biết là người chơi có chơi hay không, người chơi họ nghĩ gì, hay là người chơi họ muốn cái gì ở cái Titan đấy. Họ cứ nâng sức mạnh nó lên vì nhiều người chơi không chơi nó, và kết cục thì các bạn cũng biết rồi, nâng bao nhiêu thì cũng chả ai chơi cả. À có, mình có chơi một vài trận gần đây, nhưng mà nó cũng không đạt kỳ vọng cao của mình. Mình có hẳn cái video chê nó rồi nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt khả năng này, hấp thụ một số lượng sát thương khá là nhiều và tiêu diệt bạn kia. Còn là bạn này thì bạn ấy có quay sang rồi, mình sẽ móc từ phía sau này, bắn bộ 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 bộ. Ok. Rất là dễ dàng ở đây. Và cái việc mà họ trang bị, họ tung ra, ngoài việc họ nghĩ ra ấn bản robot, nghĩ ra ấn bản vũ khí là để chúng kết hợp với nhau. Tại vì bây giờ nếu như có robot rồi mà lại không có ấn bản của vũ khí thì nó sẽ bị thiếu cái gì ở trên robot đấy các bạn ạ. Cho nên họ đã nghĩ ra về cái ấn bản vũ khí là Pulsar này. Thật ra ấy, thì khi họ ra mắt Ultimate Spectre và Ultimate Organ thì mình khá là hiểu, tại vì đấy là một trong những combo mình dùng rất nhiều trong thời điểm vài năm trước. Bạn nào xem kênh mình lâu thì bạn cũng biết rồi, mình dùng cái combo đó và mình lên một số video rất là nhiều. Ngoài việc sử dụng Organ thì mình còn sử dụng Telempass này, Shock Train, hay là Scourge, hay là Tyrant, hay là một số những kiểu vũ khí khác. Thì cái vấn đề ở đây đó chính là khi mà họ ra mắt Spectre và Orkin phiên bản Ultimate thì mình hoàn toàn ok. Nhưng khi họ ra mắt Ares là mình thấy có gì đấy không ổn rồi, tại vì họ nói là họ sẽ ra mắt hoặc là họ sẽ làm mới lại một số những cái
Vật phẩm khá là cũ và được nhiều người chơi sử dụng, nhưng mà Ares thì nó là ngày xưa nó một với meta meta một vật phẩm meta mà, với cả là ngày xưa nó cũng thống trị rất là nhiều. Mà mình nghĩ là nếu như họ ra mắt Ultimate thì họ sẽ chỉ ra mấy con như kiểu là Lancelot, Griffin, Natasha, Leo hay là Butch, hay là một số những dòng robot cực kỳ cũ. Nhưng mà họ lại ra mắt những cái như kiểu là Ares hay là Poseidon như này thì mình hoàn toàn không thích nữa rồi. Đó. Và mong rằng là họ trong tương lai khi mà họ ra mắt những cái bản ấn bản tiếp theo ấy thì họ sẽ không thay đổi cấu trúc tùy tiện của một số những vật phẩm có sẵn như kiểu là Ares như thế này. Thì mình hoàn toàn không thích cái điều này. Và chưa kể nữa, đó chính là khi mà họ ra mắt cái phiên bản Ultimate ấy thì mình thấy là mặc định nó sẽ có những cái màu tông chủ đạo là màu đen, sau đó là nó sẽ có thêm một số những cái màu được điểm vào đây, đó chính là màu vàng hay là một số những cái màu họa tiết màu trắng, nó sẽ được làm khá là đẹp. Nhưng vấn đề là nó là tùy gu mỗi người, tại vì cái này nó là phiên bản giới hạn mà, nó sẽ khác nhau với cái màu sơn đó. Có nhiều người họ không thích cái tông màu này thì sao, họ thích cái tông màu sáng hơn thì mình cũng không thể nào biết được. Đó là cái lý do đầu tiên mình không thích khi mà họ ra mắt những cái ấn bản trên mic như thế này. Cái lý do số 2 đó chính là cách sở hữu chúng quá đắt đỏ. Trước đây khi mà chưa ra mắt chính thức cái phiên bản Ultimate ấy thì họ cũng đã đề cập đến cái việc là cái việc mà sở hữu được những cái ấn bản vật phẩm Ultimate này không phải là một điều dễ dàng. Nó không thể nào mà mua được ở cửa hàng, cũng không thể tìm trong chợ đen, và các bạn sẽ cũng không thể nào mà tìm thấy nó trong cái dương sự kiện được, mà nó sẽ được chia ra thành một cái mục sự kiện riêng, nó nằm ở góc trái nha. Nó ở cạnh cái mục ưu đãi hay là gì đó mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà tóm lại là các bạn sẽ phải vào cái chỗ đó, và các bạn phải biết là nó sẽ giống như kiểu là vòng quay may mắn ấy. Các bạn sẽ giống hệt như kiểu là các bạn mở cái dương tiếp tế hàng ngày có cái con ong vàng vàng ấy. Đấy. Thì tóm lại nôm na là các bạn sẽ phải tiêu tiền vào đó để các bạn có thể quay ô may mắn nha. Và quay ô ở đây là nó sẽ ra bất kỳ một cái vật phẩm nào do máy nó tự chọn, hệ thống tự chọn, chúng ta không có quyền quyết định. Và mỗi lần chi như thế các bạn phải bỏ ra 10.000 vàng các bạn ạ. 10.000 vàng cho một lần quay. Và các bạn cũng biết là không phải là bất kỳ một cái lần quay nào chúng ta cũng chắc chắn khẳng định 100% là sẽ ra những cái ấn bản hoặc là những cái vật phẩm chúng ta mong muốn. Mình có thể kể ví dụ ở đây đó chính là một lần quay chúng ta sẽ có cơ hội giành được Platinum, tức là bạch kim này, bạc này, phi công, nhưng mà phi công khá là phế, tại vì những phi công như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể mua được ở trung tâm ứng tuyển, ở trung tâm tuyển dụng phi công, hoặc là các bạn tìm trong một số những cái chỗ khác như kiểu là dương sự kiện hoặc vào chợ đen chẳng hạn. Các bạn sẽ có gì ạ? Pin năng lượng. Các bạn chi 10.000 vàng chỉ để lấy một vài nghìn pin năng lượng mà thôi, hoặc là cao cấp hơn nữa, thật ra không phải là cao cấp nhưng mà nó cũng khá là đáng giá, đó chính là robot cũ, dự kiểu là Struth. Thì đối với một robot mà đã bị xóa khỏi cửa hàng, không thể nào mà mua được ở hiện tại, với cái giá là 10.000 vàng thì ok, mình cũng chấp nhận được, tạm chấp nhận thôi. Nhưng mà để nói là chi 10.000 vàng mà chưa chắc là sẽ ra được những cái ấn bản đó, mà lại còn ra những cái ấn bản khác, ra những cái vật phẩm khác, những cái vật phẩm tưởng chừng như là nó được mua khá là rẻ, nhưng mà giờ đây thì họ đã thổi phồng giá lên, thì mình không thích một điều nào cả, không thích một tí nào cả. Và ngoài ra nữa thì nếu như các bạn quay trúng vào cái ô Ultimate Luck thì các bạn sẽ có cơ hội trúng drone, các bạn sẽ có cơ hội trúng cái cục tam giác màu vàng, mình cũng quên tên gọi là cái gì. Các bạn sẽ có cơ hội trúng VIP này, trúng microchip, các bạn sẽ có hai khẩu Ultimate, một robot Ultimate, và các bạn sẽ có cơ hội trúng một số những món đồ khác. Thì tóm lại là cái việc mà phải chi quá nhiều cho những cái thứ mà chúng ta không chắc chắn là nó sẽ ra hay không thì mình sẽ không bao giờ làm cái điều đấy. Nó thật ra là mình cũng không có đủ vàng, mà nếu như mình có đủ vàng thì mình cũng không bao giờ mình làm điều đấy cả. Mình sẽ đợi đến một thời điểm nào mà họ sẽ bán những cái ấn bản này với cái giá nó dễ chịu hơn và dễ tiếp cận hơn thì chúng ta sẽ tính đến sau. Cái thứ ba nữa thì ai sẽ là người tiêu cái số vàng đó để sở hữu một cái ấn bản như thế này, thì đó là câu hỏi mà mình muốn hỏi tới tất cả mọi người. Tại vì đa số những bạn nạp ấy thì những các bạn ý là có cái xu hướng là nạp tiền vào game để sở hữu những cái vật phẩm meta thống trị chiến trường trong một thời điểm nhất định. Ví dụ trong phiên bản hiện tại chúng ta có Ibugi, chúng ta có Lynx, chúng ta có Angler, chúng ta có một số những cái vũ khí ấn bản
kiểu vũ khí laser này, stick, spike hay là needle, hay là một số những cái vũ khí titan như kiểu là Evora hay là Varian hoặc là Rook, đúng không? Hoặc là các bạn có thể sử dụng Luchador hay là Indra cũng đều mạnh, hoặc là Minos nữa. Thì tóm lại là những cái thứ mà người nạp tiền họ chi ra ấy, là phần lớn là những thứ meta họ rất muốn có trong cái thời điểm mà họ chi ra để họ có thể sở hữu những cái vật phẩm mạnh, cực mạnh trên chiến trường. Nhưng mà cái ấn bản này ấy, nó không phải là quá mạnh so với những cái thứ meta mà họ đang muốn nhắm tới, tại vì như kiểu là Orkin này, hay là Posa, hay là Spectre, hay là Ares, nó đều là những cái vật phẩm quá cũ rồi và Pisonic họ đang làm lại để hút máu thêm mà thôi. Vậy thì mục đích ở đây, vấn đề ở đây đáng nói là ai sẽ là người chi những cái đó để nạp vào để mà sở hữu những cái ấn bản như thế này. Thì mình nghĩ là một là những người cực kỳ nhiều tiền nạp vào đây, hai là những người nào mà gọi là thích những cái thứ xưa cũ như họ là như kiểu là Ares hay là Spectre thì họ mới nạp thôi. Còn bình thường những người nạp thì họ không nhất thiết là họ phải sử dụng những cái này, tại vì nạp xong rồi thì cũng có dùng đâu các bạn ơi, dùng để mà trên chiến trường để mà chỉ sống một vài giây. Tại vì những cái người nạp ấy thì họ quen sử dụng những cái vật phẩm mạnh thì họ sẽ có lối chơi thân thiện hơn, nhưng khi họ sử dụng những cái vật phẩm cũ hơn như thế này thì nó đòi hỏi tính di chuyển cao hơn, tính cẩn thận, không được quang game nhiều hơn, thì mình cảm giác là nó sẽ không thỏa mãn người chơi, những người mà nạp rất nhiều vào game. Mình đang nói tới là những người nạp rất nhiều nhé, còn những người thỉnh thoảng nạp lấy một vài gói thì vẫn chưa phải gọi là có những cái vật phẩm ở MK3 hay là tối đa khi mà mỗi khi mà một sự kiện mới nó ra mắt. Mình không nói đến những người đó. Và cái điều cuối cùng mình muốn nói tới trong cái video ngày hôm nay đó chính là họ ra mắt những cái này nó chả giải quyết vấn đề gì cả, nó chỉ là một cách hút máu hơn mà thôi. Chúng ta đã có sơn tăng 5% độ bền, chúng ta có ấn bản tăng 10% độ bền, nhưng bây giờ họ lại còn ra mắt thêm một cái ấn bản nữa lại là khác nữa, đó chính là Ultimate. Thì thực sự là họ đang vắt sữa cho họ nghĩ ra quá nhiều cách không cần thiết và nó khá là rác, mình phải gọi dùng từ là rác. Tuy nhiên đây chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình mà thôi. Nếu như họ nghĩ ra những cái tính năng mới, nếu như họ nghĩ ra một số những cái thiết thực hơn cho người chơi, nó ảnh hưởng lớn đến công sức cày của một số anh em thì may ra còn ok. Nhưng họ ra mắt những cái ấn phẩm như thế này nó vẫn chỉ là một cái ấn bản mà thôi, và nó mình cảm giác nó cũng không gọi là quá là thực dụng trong cái thời điểm hiện tại, thì mình không đánh giá quá cao điểm này. Thì đây chính là cái video mình không thích ấn bản Ultimate và một số những cái chia sẻ nhanh của mình về Ultimate Ares, Ultimate Pulsar, Ultimate Spectre và Ultimate Orkin. Rất tiếc là trong video này mình không tìm được cái khẩu Orkin để mà mình sử dụng trên Spectre cho các bạn xem, nhưng mà mình vẫn có thể cho các bạn xem một số những gameplay về Spectre cùng với Ares rồi. Thì các bạn nghĩ sao, đừng quên bỏ lại một ý kiến với giới phép biểu là chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau nhiều hơn. Cảm thấy video hay, đừng quên bỏ lại một lượt thích, chia sẻ với bạn bè để họ cùng biết về cái ấn bản Ares và Spectre này. Mình là Mel Gamer và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên đăng ký kênh với đất chủ để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video chê hoặc là không thích vật phẩm nào mình lên sóng trong thời gian tương lai. Và tất cả những cái video trong cái danh sách phát video là chê của mình sẽ để ở cái comment ở cái bình luận được ghi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.